Thôi không sao mà, mốt anh rơi cũng trở về à, nên em đừng cục mà thôi đừng buồn mà ôi mưa trời thấy ghét chưa kìa trời mưa. Rồi mình xin lỗi anh nhớ và chào các bạn xem video của mình và chào các bạn xem video Minecraft nha nha. Ok các bạn, đã lâu lắm rồi chúng ta chưa có một video Minecraft về cái world sư tử của mình. Ok các bạn, và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lúc đăng ký nút like và đừng quên bình luận phía dưới nếu các bạn muốn mình làm video tiếp theo. Và đừng quên like cho mình cả nút đăng ký video mới nhất của mình sẽ đăng bài video các bạn nha nhá nha. Ok, và đừng quên thông lệ thường xuyên của mình đó chính là hashtag đã xem hết và comment số 5 sẵn tim cho các bạn nha nhá nha. Còn bây giờ thì chúc mọi người xem video thật vui vẻ nha. Trời ơi, lâu lắm rồi tôi chưa vào cái world này để chơi, thật là nhớ không đi. Ôi, bên mưa biết bằng người nè. Hello, bên mưa. À nhá. Ủa em đang làm gì vậy? Ồ, bên mưa vẽ tranh hả? Trời ơi, bên mưa tôi đúng là dễ thương mà còn chăm chị nữa. Ngoan lắm nha. Thôi bây giờ em cứ ngồi vẽ tranh đi nha, chị đi làm một chút đồ ăn, lát nữa còn phải có người quan trọng nữa. Nà 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 nà. Vậy? Ồ, vậy em bảo là tại sao chị làm nhiều đồ ăn hả? Hay sao? À, nói chung là em biết sao, hôm nay là một ngày rất là quan trọng. Hôm nay chúng ta sẽ gặp một con người rất là đặc biệt mà chị nghĩ em cũng sẽ rất là thích đó. Em biết đó là ai không? Biết không? Trời ơi, sao em biết được, nhưng mà lát nữa chị bật vì cho em. Thôi em cứ ngồi vẽ tranh tiếp nha. Mà chắc chắn em mưa sẽ rất thích người này cho coi. Không biết các bạn có biết đó là ai không? Lát nữa các bạn sẽ biết nha. Mà chắc chắn em mưa sẽ thích luôn. Ok, không biết là anh này có tới sao không nữa, nhưng hôm nay mình đã chuẩn bị đồ ăn rất là thật sự rồi các bạn ơi. Chắc chắn anh này sẽ rất là thích luôn đó nha. Và bé mưa nữa. Trời ơi, dễ thương quá. 5 minutes later. Lâu vậy ta. Tính ra mình hẹn anh ấy tới bây giờ vẫn chưa tới nữa. Lâu thật sự ấy. À, bé mưa ngồi đây đợi chị một chút nha, chị đang ngồi kiểm tra chút nha. Ngoan lắm. Rồi lời ta thì ra là mình hẹn nha. Ủa tôi nghe tiếng ai vậy ta? What? Hello? Hello? Chim ơi, sao dừng xe chim ơi? Anh đâu? Anh đâu? Anh ơi. Anh ơi, đừng có chết nha anh ơi. Mới tới qua mới rác mà sao anh chết cả vậy? Anh ơi, đừng chết mà. Anh sao không? Trời ơi, xe em này khó lái quá mà. Trời ơi, ngủ đi qua nhà mà không chỉ người ta lái xe má ơi. Trời ơi. What? Đúng. Tính ra đây là tự anh lái xe Minecraft luôn rồi hay sao vậy? Trời đầu tiên luôn á trời mời. Ok rồi. Ủa? Sao? Sao anh? Đủ đi đâu, đủ đi đâu ai? Trời ơi, hôm nay em muốn dẫn anh tới nhà em nè. Ta ta ta, đây nhà của em nè, ghê không? Cái này hả? Trời. Thì anh đó. Nhìn được cái chuồng mèo quá ba. Vô duyên quá. Nói chung hôm nay em sẽ cho anh gặp một vị khách rất là đặc biệt. Và chắc chắn vị khách này cũng rất là thích anh luôn á. Anh muốn gặp không? Gặp không? Tính ra là em mời anh tới nhà em làm khách, xong rồi em cho anh gặp một vị khách khác. Thì nói chung là em cũng có bao anh ăn uống là được rồi. Đi vô đây, vô đây, vô đây. Nhanh lên, nhanh lên. Được rồi. Để coi, để coi. Từ 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 từ. Rồi rồi, bé mưa rồi. Ủa, bé mưa ơi. Mưa ơi. Ok, chị xin giới thiệu em. Tan 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 tan, vị khách của chị nè. Chị. Ủa chị. Cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Bé mưa. Ủa gì vậy? Trời ui, cái gì vậy? Trời đây là trời chết rồi. Anh em quên mất anh là cũng trong gia tộc sói đúng không? Hình như bé mưa cũng là sói thì phải. Ê, đừng có. Ê, tôi mời hai người ta đây không phải đánh nhau nha. Bé mưa. Đừng bình tĩnh, bình tĩnh. Đây đây là anh Siro. Anh cũng là trong tộc sói, anh không phải người xấu đâu. Em tới chào anh Siro đi. Bình tĩnh thôi, không sao đâu, anh không bắt lại. Trời. Hai người vậy luôn. Ôi, vậy luôn hả? Dễ thương.
bé, nói chung là bé Mưa cho ăn cái này là muốn ăn gọi là gì là kết bạn á. Nói chung là bé Mưa thích cho người ta xương lắm. Để giúp sao quan đấy. Ok, xí thì bé Mưa đây chỉ ăn cider gọi là thần bia gọi là mới của Healthy. Tan tan, đây là cider nè. Đó, chắc là em mới biết đúng không bé Mưa? Ok, được rồi, em giờ ăn tới đây ăn này. Đó, em mời ăn. Hai người. Hai người làm gì vậy? Alo, em biết hai người là alo. Hai người đang nói gì vậy? Em không biết cái ký hiệu của người sói nha. Wow. Không, nhìn cưng quá siêu, nhìn cưng quá. Trời, bé Mưa của em à. Nhưng mà bé Mưa sao bé, em có giúp bé Mưa nó mê ăn hay sao á? Trời ơi, nó mê ăn như kìa. Ủa, ơi, chết cha, cái này sao đặt xuống? Anh bấm, ship á, xong anh đặt lên lại. Đó, ok, mọi người ăn thoải mái nha. Ok, lát nữa tụi mình sẽ đi chơi nha. Đấy. Đấy, bé Mưa lên ăn của bác Cider đi. Đó. Trời, tôi cảm giác tôi sắp bị mất bé Mưa vậy các bạn ơi. Mất tay. Tôi thật sự mình không hiểu ký hiệu của người sói cho lắm. Nhưng mà, ok, hai người ăn thoải mái nha. Bé Mưa ơi, đừng theo Cider nha, đừng bỏ chị. Khổ à. Na 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 na. Xong rồi nè. À bé bé Mưa à, em đã chuẩn bị cho cuộc chiến của những thằng đàn ông chưa? Hả? What? Hả? Anh đếm 1, 2, 3 là chơi nha. Nhớ nha, nhớ nghe kỹ nha. 1, 2, 3. Vô. Anh ơi. Anh ơi. Trời ơi bé Mưa ơi, em đánh gì? Em đánh đi chết anh nhỏ. Cô ơi. Bé Mưa. Đâu? Chết. Không hay dạ chết luôn kìa. Ủa mà em dạ chết hả? Cái gì vậy? Trời đất ơi, làm tôi giật mình chết. Không à, ủa em bị đau à? Ủa không nào, ủa tôi nãy nằm làm gì? What? Không biết luôn. Trời bá sông nhỏ ngơ ngáo vậy. Ủa này, anh với bé Mưa làm gì vậy? Trời ơi, giật mình là tự đánh nhau chứ. Trời đất ơi. Anh đang làm gọi là cái buổi lễ để cho bé Mưa trở thành một người đàn ông trong ngôi làng tộc sói. Trời đất ơi. Anh ơi, bé Mưa nó mới mấy tuổi vậy? Nó mới còn con nít à. Thôi ra đây ăn nè, em chuẩn bị đồ ăn rồi nè. Trời đất ơi, người đừng có đánh nhau nữa, ra đây ăn nè. Rồi, đó, ngồi đây ăn đi. Trời, nó muốn đánh nhau hả? Rồi sao đang vạ kìa, trời đất ơi, nó đang vạ kìa. Thôi thôi thôi, xin lỗi. Nó giận. Bé Mưa biết làm nũng luôn hả? Thôi bé Mưa xuống ăn này, đừng làm nũng nữa. Trời đất ơi, em thấy lạ nha. Lần đầu tiên em thấy bé Mưa làm nũng với anh luôn á. À, mời cả nhà ăn nha. Nha. Itadakimasu. Ngon dễ sợ. Ê Chim ơi. Dạ. Anh thấy hơi khó thở em. Ủa, sao khó? Ủa đồ ăn em làm chợ hả? Thấy vậy? Không, anh ăn mà Mưa cứ nhìn anh kiểu kỳ lạ ba. Trời. Sao mình cảm giác như Mưa nó thích gì đâu hay sao vậy trời. Mưa ơi. Ủa Mưa nó sao vậy ta? Mưa ơi. Anh nhớ. Mưa ơi. Trời. Thôi nó nhìn rồi kìa. Ủa gì kì vậy? Mưa ơi. Anh nhớ. Ông rượu mà. Ủa. Trời. Ê. Con nít anh ơi làm gì vậy? Con nít mà anh ơi nó mới con nít à. Trời ơi. Bé Mưa ơi. Trời nhìn rồi dữ vậy. Em có sao không vậy? Không sao hả? Sao nhìn rồi dữ vậy? Thích anh rồi hả? Nó thích ghê. Alo, đừng bỏ chị đâu. Alo, đừng bỏ chị. Mưa ơi, đừng bỏ chị em. Em ơi, đừng vì trai bỏ chị chứ. Chết rồi, Mưa thích anh rồi. Xin ơi, Mưa không còn thương xin như ngày xưa nữa. Alo, đừng bỏ. Mưa, đừng ra, đừng bỏ chị. Chết rồi. Na 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 na. Buổi tối đã xong wow. Rồi. Chim ơi. Dạ. Hôm nay vui quá Chim ơi, nhưng mà anh nhận ra anh chưa có gì ở nhà chưa làm em ơi. À thế á. Không sao, vậy sao hôm nay em cũng mời anh tới đây để gặp bé Mưa xíu à. Thôi bây giờ có gì anh bận thì ba nha. Bye. Bye Mưa nha. Vâng. Bye Mưa. Mưa ơi. Anh rau đi nè.
lắc đầu. Ui 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 mẹ mưa. Thôi mà anh Rô phải có việc bận nên em phải thông cảm cho anh Rô chứ. Thôi mà anh Rô. Thôi ơi, giờ giờ anh bận rồi, anh về thì hôm khác anh qua anh chơi tiếp hen. Thôi ok thôi được rồi mà mưa đừng quá rồi mẹ mẹ đi anh về cho xem bye xem chào ba anh nha bye bye rồi bye mà thôi đi mất tiêu rồi. Thôi không sao mà mốt anh Rô cũng trở về à, nên em đừng cục thôi mưa mà thôi đừng buồn mà thôi mưa trời thấy ghét chưa kìa trời mưa nhìn mặt chị coi mưa nè nói nè mưa thôi mà mưa chị nói nè em có thương chị không dạ mưa có thương chị không mưa thương không thương đúng không nên là chị nha mốt anh Rô sẽ về chơi tụi mình mà nhớ nha thôi mà chị thương mà được không nghe lời nha nhớ nha không buồn nha rồi ok các bạn ok các bạn thì video của mình như này thôi thì các bạn thấy như nào thì các bạn cũng đừng comment lại video cho mình biết nha. Thôi mưa ra đi chào các bạn nè. Trời ơi các bạn thấy em buồn là không vui đâu. Bye bye các bạn nha, bye bye. Ok còn bây giờ thì chúc mọi người một video một ngày thật vui vẻ. À nhá.